Hiện nghề nuôi tôm tỉnh Cà Mau không những mở rộng về diện tích, phát triển nhiều loại hình mà còn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung đầu tư công nghệ tiên tiến vào nuôi siêu thâm canh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Từ khoảng 100 ha nuôi tôm siêu thâm canh năm 2006, hiện đã tăng lên 1.842 ha với hơn 1.740 hộ nuôi. Năng suất bình quân đạt từ 30 đến 50 tấn một hecta một vụ, cá biệt có nơi đạt trên 100 tấn một hecta một vụ, tỷ lệ nuôi thành công đạt trên 85%. Đặc điểm của loại hình này là làm đầm nổi trên mặt đất, không cần phải đào cuốc như trước, bao quanh đầm chủ yếu sử dụng khung sườn lắp ghép và chải bạc. Là nếu mà làm cái mô hình này á, thì nó có lợi thế là trong khi nó giảm chi phí và cộng thêm á, mình dễ quản lý. So với cái mới làm buổi ban đầu á, thì thấy cái lợi nhuận nó cũng được đó. Mô hình này có ưu thế diện tích đầm nhỏ, dễ quản lý và chăm sóc trong quá trình nuôi. Diện tích đầm tương đương 500 m², do nổi lên trên nên cũng rất dễ trong việc xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình nuôi. So với cái mình nuôi lúc trước á, thì thấy nó khỏe hơn, và trong khi trước mắt thì cái lợi nhuận thì cái chi phí nó giảm thì cái lợi nhuận nó phải cao hơn. Về cơ bản, loại hình nuôi này cũng áp dụng quy trình kỹ thuật giống như nuôi siêu thâm canh bình thường, năng suất thu hoạch cũng tương đương với khoảng từ 70 đến 80 tấn một hecta. Song yếu tố cơ bản là tiết kiệm được chi phí và dễ quản lý ao đầm hơn. Đây cũng là yếu tố then chốt để tăng hiệu quả sản xuất và từng bước hướng đến chuyên môn hóa trong sản xuất.